Ok, ngắn gọn và sung tích, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi săn quà miễn phí dành cho BA và BC cũng làm được luôn. Ok, vô. Giỡn vậy thôi, nói chung á là tại vì cái mặt nhìn các bạn nhìn nè. Mấy các bạn nhìn cái mặt mình nó hơi ngu ngu, là mình mới vừa ngủ dậy luôn. Mới vừa ngủ dậy gương mặt xuống miệng xong lên quay clip liền. Tại vì lúc mà mình thường á, buổi sáng mình ngủ dậy mình hay lướt trên điện thoại, và mình vô tình thấy được cái chức năng quay miễn phí này cực kỳ là đơn giản luôn. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. BC BE cũng được, không phải là hướng dẫn nữa, tại vì nếu như các bạn vô game thì chắc các bạn phải biết rồi ha. Cái này chỉ là kiểu như là thông báo cho anh em biết thôi. Nhiều khi các bạn không để ý, các bạn không biết được cái này. Rồi thôi, nó nhiều quá. Vô. Đấy thì hiện tại trên màn hình của mình đang vô game mà mình vô bằng điện thoại. Cái vòng quay này á thì nó chỉ áp dụng cho BE thôi, tại vì các bạn cần phải xem quảng cáo trên điện thoại. Thì nếu như các bạn PC muốn thì các bạn vẫn có thể làm được bằng cách là lấy điện thoại của mình tải Game Mini Network về đăng nhập vô. Rất là đơn giản thôi. Rồi chúng ta sẽ vô phần tiệm nè. Đó, ở trong phần tiệm thì thường á các bạn sẽ có cái phần quảng cáo này đúng không? Thì bây giờ nó thêm một cái mục nữa là mục rút thăm phúc lợi đó các bạn thấy không? Kế bên đây. Rút thăm phúc lợi. Thì đây là cái vòng quay mà chúng ta sẽ nhận những cái skin. Đó, như là Lancelot vĩnh viễn nè, như là bình sữa bò, bình sữa ngọ gì đó. Đó, ở dưới chúng ta còn có mảnh Pony, hoặc nếu như may mắn thì chúng ta còn nhận luôn đã mảnh xe, mảnh xe Pony thôi đúng không? Ở đây nó có hai cái mảnh thì chắc là nó có một cái là sẽ mở được hết nguyên một con luôn á. Và mỗi vòng quay của nó chỉ tốn có 10 cái điểm mini thôi thì phải. Và hồi nãy mình cũng đã vô đi game bằng điện thoại, mình đã xem 10 cái quảng cáo nè. Đấy. Và mình đã nhận được ở đây là 142 mảnh, 142 điểm mini. Thì mình cũng không có hay thường xuyên vô điện thoại để xem quảng cáo, cho nên là điểm mini của mình khá là ít. Cái này là lần đầu tiên xem luôn á. Lần đầu tiên mà xem full hết 10 cái luôn á, để quay clip cho anh em xem. Thì bây giờ mình xem nè, với 140 điểm mini này, 140 điểm mini mình quay được bao nhiêu lần? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lần, 14 lần. Thôi quên, tôi tính chi, mỗi lần 10 điểm. Tôi không biết là mỗi lần quay nó có tăng lên hay không, tại vì nãy mình chưa test thử. Mình chỉ mới thấy thôi, và mình xem thôi, và quay clip đi. Để kiểu như là review cho anh em một cách chân thật, thật thà. Cute for my wear, đẹp trai với thương minh tài năng du lịch khắp vũ trụ kiểu vậy. Dạ. Ok, thì trước khi đến với những vòng quay này á, các bạn nào đã biết rồi mà có xem cái này nói ui cái này tôi biết rồi thì cũng thương tình cho tôi già cả rồi, cho tôi xin một view, một like và một share. Còn bạn nào chưa biết thì hãy bêm 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 cái nút like, nút share thật là mạnh lên nha. Ok, để các bạn có thể cùng săn skin vĩnh viễn với mình. Lancelot thì mình đã có rồi. Mình không cần Lancelot nữa, mình chỉ cần mảnh Pony, mảnh chiếc xe ủn ủn thôi. Ok, các bạn nhớ nha, like, share, subscribe ủng hộ cho Ellen Game vô nè. Rồi thì chúng ta sẽ đến với vòng quay đầu tiên để xem chúng ta sẽ được cái gì. Hy vọng là cái video này nó sẽ kéo dài được khoảng 10 phút để dễ bật quảng cáo trên YouTube. Ok, vô. Lần đầu tiên lắm. Ôi, lắc quá. À, nó vẫn đang quay. Ok, môi son hồng. Cái này tôi mở nhân vật rồi, tôi không cần lần thứ hai luôn nè. Gương bảo hiểm. Thì cái này là quà miễn phí mà anh em, cho nên là nó cũng không có nhiều cái ngon hết, nhưng mà trong tương lai chắc chắn nó sẽ cập nhật nhiều cái hấp dẫn xịn sò. Giờ mình sẽ nhắm đến cái bình sữa và mảnh Pony. Lại là môi son hồng bà nội. Đây bình sữa. Bình sữa vĩnh viễn anh em. Cái bình sữa này là cái ba lô đó, thấy không? Dễ không? Quà miễn phí cực kỳ dễ luôn trời. Wow. Được một cái này nè. Bạn nào chưa có thì nhanh tay lên nha, sau khi xem xong video này đi các bạn. Hãy vô đi quay. Thì trong những cái buổi livestream trước đó thì mình cũng đã nói với các bạn là mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin về những cái sự kiện nhận quà miễn phí, nhận quà free gì đó một cách nhanh chóng và mới nhất cho các bạn. Cho nên là đó, mình vừa mới thấy cái đợt là mình làm clip liền leo. Và chúng ta vẫn chưa được mảnh Pony nào hết. Còn 8 lần quay nè, cái đầu tôi nó hơi kỳ, mọi người đồng cảm nha. Mới ngủ dậy luôn á mọi người. Đó, mới ngủ dậy cái đợt luôn á. Đầu trời, chén này sáng chân luôn. Kệ đi, quay tiếp nè. Quay mình gán mình coi được cái mảnh Pony được. Ôi, bạn nào mới được mảnh Pony mô tô gì kìa. Đó, dưới nó có cái bảng thông báo đó các bạn thấy ha. Các bạn nói đó là sẽ những người quay số mà trúng cái gì thì nó sẽ hiện lên đó. Ví dụ mình mới trúng 5 đầu, nó hiện lên đâu? Sao nó không thông báo của mình? Kỳ vậy, chơi vậy chết rồi. Đây, mình có thể nhận được những cái món quà trong đây. Ồ, Super Rare, tại sao Super Rare lại là môn son hồng? Không biết. Nhưng mà mình quay. Chắc cái video này được khoảng 5 phút anh em ạ. Nhanh quá tại vì mình không có nhiều điểm mini. Còn các bạn có thời gian á, mỗi ngày các bạn vô xem 10 lần quảng cáo trong cái điểm mini á, thì các bạn sẽ nhận được khoảng 100 mấy á. Nãy mình nhận 10 cái mà mình được 140 á. Khá là nhiều luôn. Và cái tỷ lệ quay á, mình thấy nó cũng không có khó nữa. Chắc là khá là dễ thôi. Tại vì mình thấy là sáng giờ cũng đã nhiều bạn nhận được skin Lancelot vĩnh viễn rồi nha. Sáng giờ lên lướt trên cộng đồng Mini World là thấy được nhiều bạn nhận được skin đó rồi. Wow, sao nó ra cái mảnh môi son hồng không vậy ta?
Thì cái này á, đối với anh á, là tại vì anh đã mở nhân vật hết rồi, full hết rồi, cho nên là anh cảm thấy môi son hồng nó phế, hoặc là cái hộ uyển của tù trưởng nó phế. Còn các bạn mà chưa mở những nhân vật đó thì chắc chắn là các bạn quay cái này là chắc nó cũng khá là ngon để chúng ta mở nhân vật, đúng không? Tiếp nè. Trời ơi, tôi mới nhắc cái hộ uyển, tôi tưởng vô cái Lancelot rồi. Mặc dù tôi đã có rồi anh em ạ. Khổ. Rồi, chúng ta vẫn còn hai lần cuối cùng và cái clip này mới quay được có 6 phút thôi. Chịu nổi không? Thì nhanh chóng, nói chung là những cái thông báo về game thì nó sẽ nhanh thôi, nó ngắn thôi, nó không quá nhiều đâu. À, quay nè. Trời, ngu luôn. Và lần cuối cùng, ok, lần cuối cùng. Lần cuối cùng, mình sẽ bấm vô, mình sẽ làm phép bùa, mình sẽ làm phép, mình sẽ làm bùa, mình sẽ làm phép. Mình bấm liên tục, mình được hộ uyển, ok. Và đơn giản như vậy thôi là chúng ta có thể, mỗi ngày mình có thể vô mình xem 10 cái quảng cáo mini rồi mình tiếp tục mình quay. Ấy, mỗi lần quay có 10 điểm à, đâu có lên giá đâu. Cứ mỗi lần quay là 10 điểm cho nên là rất là dễ để anh em có cơ hội nhận được King's Lancelot hoặc là mảnh Moto Boni hoặc là cái bình sữa. Những cái món quà này nó có thể thay đổi theo thời gian nhưng mà chúng ta sẽ không biết là thay đổi lúc nào. Cho nên là các bạn á, khi mà xem xong video này mà các bạn tiếp nhận được thông tin mới rồi thì các bạn hãy cố gắng mỗi ngày chúng ta vô xem quảng cáo và quay cái vòng quay này để mình mang hết những cái quà này về đi. Các bạn còn có thể mở được cái nhân vật Laura nếu như chưa mở nữa, hoặc là mở được nhân vật tù trưởng nâng cấp gì đó nếu như các bạn chưa có hoặc là chưa nâng cấp full những nhân vật này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video giờ phút này và hy vọng là các bạn sẽ có thêm cho mình những cái thông tin hữu ích để các bạn có thể gọi là săn skin hay là săn những cái quà miễn phí vĩnh viễn trong Mini World. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video của Ellen Game và hẹn các bạn vào những video lần sau nha. Bye bye, tạm biệt. Tôi sẽ quyết tâm săn chiếc xe Bonnie Moto. Ok, bye bye anh em.